ngày 16 tháng 8, phiên tòa xét xử đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục với phần bào chữa của nhóm các bị cáo trong lĩnh vực đăng kiểm đường thủy nội địa. Bào chữa cho bị cáo Bùi Quốc Hưng, cựu trưởng phòng tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam, luật sư của bị cáo thống nhất tội danh, tuy nhiên cho rằng mức án viện kiểm sát đề nghị là quá cao, quá nghiêm khắc. Bị cáo Hưng không nhận lợi ích trong quá trình kiểm tra soát xét hồ sơ. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng án treo. Theo cáo trạng, trong quá trình soát xét hồ sơ cấp thông báo năng lực cho các cơ sở đóng tàu, cựu trưởng phòng tàu sông Bùi Quốc Hưng đã đánh giá 62 cơ sở và soát xét 98 hồ sơ. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định 30 hồ sơ cơ sở đóng tàu không đủ điều kiện cấp thông báo năng lực. Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Hưng mức án từ 5 đến 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại phiên tòa, phần đối đáp của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với nhóm bị cáo tại các trung tâm đăng kiểm khối D, khối tư nhân đã làm nóng phiên tòa, nhận được nhiều sự chú ý. Theo đại diện Viện kiểm sát, các trung tâm đăng kiểm khối D do tư nhân thành lập. Tại các trung tâm này, chủ đầu tư và ban giám đốc trung tâm đưa ra chủ trương và tỷ lệ ăn chia số tiền nhận hối lộ theo tỷ lệ định kỳ cuối tuần chi tiền. Vì vậy, mỗi bị cáo phải chịu trách nhiệm với tổng số tiền đã nhận. Đồng thời, các bị cáo liên quan, tùy mức độ, vai trò, cũng phải chịu trách nhiệm với tình tiết phạm tội từ 2 lần trở lên, có tổ chức. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bản thân các bị cáo là những người thực hiện hành vi phạm tội, sẽ là người biết rõ nhất, hiểu chính xác nhất mình có thực hiện hành vi đó không, thực hiện ở mức độ nào. Trong vụ án này, trong khi các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện thái độ thành khẩn để được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thì nhiều luật sư vẫn phân tích và cho rằng hành vi của thân chủ mình không cấu thành tội phạm, bị cáo không phạm tội. Như vậy, các luật sư đang không tôn trọng sự lựa chọn của khách hàng. Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư nhóm các bị cáo trong lĩnh vực đăng kiểm đường thủy nội địa và phần đối đáp của Viện Kiểm sát. Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử cả ngày thứ Bảy, ngày 17 tháng 8.